Xin chào mọi người đã trở lại với kênh gia đình nhỏ PT của mình nha. Mọi người ơi, hôm nay á, ở ngoài ruộng của mình á, người ta đã cắt lúa, thu hoạch lúa mùa đông xuân hết rồi. Thì bây giờ á, thì mình đi ra đây á, thì mình sẽ đi bắt ốc và đi mà bắt cá á, nó còn sót lại ở dưới đường nước rồi mọi người. Vì ở trên đây á, đất đã khô hết rồi, cá nó với ốc nó sẽ dồn xuống đường nước. Thì mình sẽ đi bắt ốc và bắt cá nha mọi người. Mọi người nhớ theo dõi mình đi bắt xem được có thu hoạch được gì không nha. Nè mọi người, ở đây là cái đường nước nè mọi người. Đó. Đó. Ở vòng vòng quá là lúa người ta đã cắt hết rồi, bây giờ ở dưới đường nước này nè. Cá ốc nè mọi người, ốc nè, cá nó ụt kìa. Nó ụt như cơm sôi luôn á mọi người ơi. Coi kìa. Ở đây nó nè, đây nè. Ờ nó ụt cái nè. Quá trời cá luôn mọi người. Nè, mọi người nhìn coi em mình nó xúc này nha. Wow. Quậy quậy nước cho cá nó ngọt nổi lên nha mọi người. Rồi. Cắt đè. Cá quá trời cá mọi người. Đó đi xúc đi. Xúc xúc xúc. Ôi. Cá chủ yếu là cá rô con á mọi người. Ui, mới được con cá bự luôn. Vậy đó hả? Quá trời. Cháu của mình nó cũng đi ra để theo nó bắt theo nữa nè. Lội xuống rồi luôn. Anh em mình nó đãi cá đó mọi người. Quá. Wow. Mọi người, vô rồi, vô rồi. Vô một phút luôn rồi mọi người ơi. Quá đã, quá đã. Nhiều cá quá mọi người ơi. Nhiều con. Trời ơi. Cá này là cá mắc cạn lắm mọi người nên rất là dễ bắt luôn á mọi người. Đó, mọi người thấy bắt có hay không? Bây giờ mình sẽ xuống mình mồi cá nha mọi người. Nãy giờ mình đứng mình quay mình ngứa tay quá trời, mình phải xuống mình mò mới được. Mình thấy cá rồi. Ôi. Cá quá trời cá luôn. Ôi. Nè nó đó đầu rồi nè. Thích quá mọi người ơi. Là con vớt mình nè. Nãy giờ cũng chưa tát được, ốc tát rồi. Đi tát, mỏi tay. Ừ, nó tát vậy đó. Thử nó ha, thử gì sai vậy. Hỏi thử qua rước con xem dễ làm luôn. Cái chịu luôn. Em nó tới luôn. Trời ơi, cá nó chạy đụng giò mình lịch kịch luôn mọi người. Nó đụng như giò, ốc á. Cá quá nhiều rồi. Cá là chắc ở dưới đây, nó dày cùi dưới đây luôn á. Vô cá con bự nó nhảy nó văng quá. Lâu lắm rồi mới cả tận hưởng lại cảm giác mà đi ruộng dọc sình bắt cá như thế này mọi người. Mình không bắt thì mai mốt á nước cạn á, trời nắng nước cạn á thì cá nó cũng sẽ chết rồi mọi người. Mình bắt vô mình nuôi một mớ, mình lựa cá bự thì mình ăn, mình cá nhỏ mình nuôi mọi người. Nó bự rồi muốn ăn luôn. Quá trời rồi. Wow. Wow. Ui. Ốc gỗ luôn rồi. Ốc gỗ còn cho mày nữa. Ốc nữa. Trời ơi. Cho vô đó cho nó ngậm gãi thoải mái cho nó sống. Cho nó mát. Đúng rồi. Giỏi. Ngoan nè. Quá trời luôn mọi người, một gỗ rưỡi luôn mọi người. Ủa sao nãy mát vậy nắng này? Mọi người ơi. Mình phát hiện ở đây một hang cá. Mình mới thuận tay vô. Mình phát hiện cá khủng không à mọi người ơi. Để mình sẽ bắt cho mọi người xem nha. Thôi. Ôi nó lút trong đây luôn. Ôi da, cây nằm đau quá. Ôi da. Ôi, nó nhảy ra. Nè. Một con bự. Ôi một ổ luôn. Cá gô nó gai rất là nhiều lắm mọi người. Đâm đau. Chắc qua đợt nè bắt cá đi. Tay chân mình tươi tải hết trơn luôn á mọi người. Ba con rồi ha. Wow. Một ổ luôn. Cá bự nó chui vô đây nè.
con con. Đây, bây giờ đây lượng con rồi nè. Wow. Bự quá. Trời nó gì vậy? Anh Hiền. Anh Hiền. Wow. Ghê quá mọi người ơi. Cái hang quá chắc kìa. Trời, cá bự ơi. Cá bự nó chui vô đây không? Quá trời cá bự luôn nè. Thích quá mọi người. Đây nè, con giặc đào quá. Con giặc tới đây rồi mà bắt khó nữa mọi người. Ui da, đào quá. Có con cá chê nữa, cá da trơn trơn. Cá chê này, cá chê con thì còn nhỏ. Trời ơi, bắt rồi sao mà nó ra đâm, nó đâm đau quá ruột. Cái gì nó giòn nữa nè. Con cá chê gì kìa. Ui, con đưa cái gỗ nhỏ đi chút coi. Con biết đường bắt luôn. Này con cá chê nè mọi người ơi, cá chê con. Dễ thương quá. Ồ, đây con nữa kìa. Đó con cá chê nữa kìa. Quá trời ơi. Thích quá mọi người. Cảm giác bắt cá thích quá mọi người. Ôi một cái hang không à. Nãy giờ nhấp cho. Cá có nhiêu đây nè mọi người. Nãy giờ bỏ trong thùng nó mấy con cá bự rồi. Để con để xích xích luôn. Nè nè. Để cho ốc cậu quay được. Trời ơi. Nó đầm đào quá cái nó gì nó vuột lại. Giờ con út con nó nhiều. Một hang không là bắt nhóc chân. Qua. Wow. Thích quá mọi người ơi. À, nhảy ra ngoài, nhảy ra ngoài. Bắt. Được. Nó hụt cho vô rồi, nó hụt. Ê, con bự nó nhảy. Mình lấy cái tay ra thì nó hụt cho vô. Nè, còn một mớ cá con. Đây nè mọi người. Cá bự bao nhiêu nó chui vô hang bấy nhiêu. Mình bỏ vào sâu hết 2-3 con cá bự rồi. Ở đây có mấy con cá bự. Một hang nó cỡ này nè mọi người. Quá trời luôn. Mấy cá bự. Cá con nữa nè mọi người. Nè, qua. Thích ghê, thích ghê. Ăn con đó nè. Mình mày. Đúng là đi bắt hôi. Như đi bắt hôi. Một hang nè mọi người. Thích luôn rồi. Bỏ vô, bây giờ bà cho nó vô sâu đi. Này chắc hồi nướng. Rồi. Bây giờ mình sẽ mò tiếp nha mọi người. Trời ơi, bây giờ đúng là đi bắt hôi mọi người ơi. Mọi người ơi, thằng em mình nó phát hiện ở đây có một cái hang đó nè. Mọi người, nó thật tay vô trong hang á, nó phát hiện có con cá lóc. Không biết. Kệ, có hơi cá lóc là được rồi. Trời. Ồ, có cua đồng nữa kìa mọi người. Hang càng bự. Ôi, càng bự dữ vậy. Bỏ vô cá nó kẹp cá không? Sao đâu. Con cua nè mọi người. Cua càng bự ghê luôn á. Biết sao không? Tại chỗ này nó chưa cạn nè. Ừ. Rút vô. Mọi người, nhìn ở đây nè. Cá ụt luôn nè mọi người. Mọi người ơi, sau khi mấy tiếng đồng hồ mình đi bắt cá cạn, bây giờ vô đây là thành quả nè mọi người. Đó, ngày mình đang lựa nè, là vừa ốc, vừa cá, cá rô, cá sặc, cá lóc, cua đồng nữa chứ, có mấy con cua đồng nữa. Mình kia gạn trong thùng á. Cái thao này bự lắm nha mọi người. À. Ui, dắt lên đây, dắt lên. Quá xá mọi người ơi, đây một thao. Bên đó một thao. Ra đi sĩ. Rồi một rổ ốc nữa. À, đây là kết quả của mình đi thục cá nè mọi người, đi mò cá nè mọi người, mặt mày của mình đúng là đi bắt hôi nè mọi người ơi. Cá thấy ham luôn mọi người ơi. Bây giờ chiều trễ rồi mình mới vô mà, chứ còn sớm là mình ở ngoài nữa. À nè mọi người ơi, đây là thành quả cả ngày nay mình đi bắt mọi người. Ôi ôi, chứ thèm chưa, cá rô đồng nha mọi người ơi. Nè, dạ, mê chưa? Cá rô đồng, cá rô đồng. Còn bự bự không? Đây là rô đồng chính hãng, chính cống, chính gốc nha mọi người ơi. Rồi, được rồi má. Thì video của mình xin tạm dừng ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.